Gió mai mơ là chuyện đang bồi hồi, về yêu từ bên trong cuộc sống, vương vấn tung.
4 năm học đã trôi qua, mấy ngày nào chúng ta còn chậm chững bước vào cổng trường đại học với vai trò là sinh viên, những tân sinh viên mới của khoa học xã hội, rất là bỡ ngỡ cũng như là lạ lẫm với những điều mới lạ trong cổng trường đại học. Mà giờ đây tất cả chúng ta, những sinh viên đang ngồi đây đã vô cùng trưởng thành và tự tin để chuẩn bị bước những bước chân mới, chậm chững bước vào con đường sự nghiệp của chúng ta. Với mong muốn xây dựng một chương trình để lại nhiều ý nghĩa cũng như lắng đọng dư âm về tình cảm cho tất cả các bạn sinh viên cuối khóa, cũng như muốn gửi một lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới tất cả các thầy cô giáo trong khoa công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngày hôm nay thì được sự đồng ý của ban chủ nhiệm khoa, nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo cùng sự đồng tình của tất cả các bạn sinh viên khóa K62, thì chúng em đã tổ chức một chương trình chia tay và tổng kết của chương trình K62. Đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì em xin được trân trọng giới thiệu có sự tham gia góp mặt của các thầy cô giáo như là khách mời. Về phía ban chủ nhiệm khoa, em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hiệp Thương, trưởng khoa công tác xã hội. Thầy Nguyễn Duy Nhiên, phó khoa công tác xã hội. Cô Nguyễn Lê Hành, bí thư liên chi đoàn khoa công tác xã hội. Và đặc biệt là sự hiện diện của tất cả các thầy cô giáo trong khoa công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Về phía khách mời, em xin trân trọng giới thiệu có chị Ngô Thu Trà My, sinh viên K59. Và toàn thể các em đại diện cho ban chấp hành ban cán sự lớp đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Và một sự thiếu sót, em xin được giới thiệu trong buổi chương trình của chúng ta hôm nay, và đón tiếp sự có mặt của thầy Nguyễn Thanh Bình, phó trưởng khoa công tác xã hội. Và đặc biệt là toàn thể các bạn sinh viên khóa K62 khoa công tác xã hội. Và ở đây để bắt đầu vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay, em xin trân trọng được kính mời thầy Nguyễn Hiệp Thương, trưởng khoa công tác xã hội, sẽ lên nhận xét tổng kết tình hình học tập và nghiên cứu chuyên môn của khóa K62 ạ. Xin trân trọng kính mời thầy ạ.